xin quên hãy với anh đi. Anh E à, anh cảm thấy hình như có cảnh sát đang theo dõi anh. Nếu như anh nói chuyện của mẹ anh ở chỗ này, anh sợ mẹ của anh sẽ gặp rắc rối. Nếu như em thực sự muốn biết thì vào xe của anh nói chuyện đi, anh sẽ kể hết luôn. Trời, sao cô Min lại ngồi sát hắn ta quá vậy? Hả? Lo cho cô Min quá. Không lẽ E nói gì với cô ấy? Mặt hắn ta để sát sàn sạt như vậy, tôi không nghĩ là chỉ nói thôi đâu. Hắn ta muốn nuốt luôn cô Min thì có. Người như tên Sandwich đó thì phải gặp người như tôi mới được. Quen, bình tĩnh đi, đừng làm lỗ chứ. Thôi chết rồi, nhìn đằng kia kìa. Anh E à, em xin phép vào nhà vệ sinh một chút nha anh. Anh E, ngồi xuống đi. Anh E à, làm gì vậy? Nè, bỏ cô ra. Tưởng tôi không biết cô đang dụ tôi khai chuyện mẹ tôi ra sao? Ai kêu cô tới hỏi hả? Cảnh sát đúng không? Bỏ tôi ra ngay, nếu không tôi sẽ la lên bây giờ đó. Cứ la đi, la lớn lên. Tôi sẽ nói cảnh sát đây là chuyện riêng của hai vợ chồng, để có ai dám xen vào hả? Tao xen vào đó. Anh Thơ. Đứng dậy, ra ngoài nói chuyện với tao, mau. Anh Thơ, dừng lại đi. Ôi, đánh nhau em ra ngoài luôn rồi. Quen ví nè. Bao nhiêu lần rồi, vì cái tội hại phụ nữ tao đánh mày bao nhiêu lần rồi hả? Vẫn chưa tỉnh chứ gì? Ủng kiếp mày nhào vô. Từ bây giờ tao sẽ gọi mày là thằng chó thô. Mày là một con chó hoang thôi. Hải, là tao đây, thằng thô. Mày nghĩ là một thằng chó hoang giống như mày có thể làm gì được hai mẹ con tao đây hả? Không biết làm được gì hay không, mà hai mẹ con mày dạo này không có nhà để ở, còn tệ hơn cả chó hoang nữa. Anh Thơ, anh Thơ cẩn thận đó. Cô Min, anh Thơ. Cô Min là cô có sao không? Đứng dậy đi cô Min. Cẩn thận. Tay này phải không? Hả? Tay này tát Min hả? Tao tát thì sao? Anh Thơ, tay tao. Lẽ ra ngay từ đầu ta phải giết mày để cuộc sống này được sạch đẹp. Bởi cái loại bám váy phụ nữ như mày không nên tồn tại ở trên đời, đi quấy rối làm hại phụ nữ, nhất là người phụ nữ của tao. Mày hiểu chưa thằng khốn? Tao sẽ giết mày. Anh Thơ, anh Thơ, anh Thơ, đủ rồi anh. Đủ rồi. Đi em.
đó. Mày sao rồi? Giờ không còn tay để tát phụ nữ nữa rồi ha e. Nhìn mày thật là thảm hại. Chóng mắt mà xem đi, rồi mẹ mày cũng sẽ y như mày thôi. Đợi đã, anh Tho. Anh Tho, bỏ ra. Bỏ em ra đi anh Tho. Em tự đi được mà. Đau quá. Bỏ ra. Anh bình tĩnh lại đi mà. Bỏ ra anh Tho. Anh Tho, bỏ em ra, đau quá. Anh Tho, bỏ ra đi mà. Anh Tho, đủ rồi. Bỏ ra. Bỏ ra. Anh Tho, đủ rồi, bỏ em ra đi. Anh Tho. Anh Tho. Anh làm chuyện điên khùng gì vậy? Anh Tho, đủ rồi mà. Anh Tho. Anh Tho. Lạnh quá. Anh Tho, dừng lại đi. Đủ rồi đó, em lạnh mà. Anh Tho. Chỗ đâu? Anh hỏi là chỗ nào? Thằng nghe đã đụng vào chỗ nào của em hả? Anh sẽ rửa sạch hết cho. Dừng lại đi mà. Bỏ em ra. Anh Tho. Bỏ ra. Anh Tho. Anh đừng có xịt nữa mà. Thôi được, nếu làm vậy khiến anh cảm thấy khá hơn thì anh cứ làm đi. Em chính là người khuyên anh đừng đi tìm bọn chúng, vậy mà em lại đi. Giờ em còn nói lẫy anh nữa hả Min? Em biết bây giờ anh cảm thấy thế nào không hả? Thấy thằng E đụng vào người em, anh rất khó chịu. Nhưng mà em làm chuyện này là vì em muốn giúp anh mà. Anh không hề cần em lấy thân mình mạo hiểm như vậy. Anh không muốn em xảy ra chuyện gì hết, em hiểu không? Em cũng biết rõ, bây giờ cuộc đời anh chỉ còn mỗi em thôi. Đối với anh, vì Mam là cuộc sống của anh, còn em là trái tim để anh sống đó Min à. Nếu lúc nãy anh mà không nghĩ tới chuyện mình cần phải sống vì em thì anh đã giết chết nó rồi. Em xin lỗi. Nếu em không muốn anh phát điên giống vậy nữa thì anh xin em đừng có mạo hiểm. Em đã hiểu rồi. Em hiểu rồi. Em xin lỗi anh. Sigh.
tại anh mà. Ai ai cũng nói với anh, anh rất xứng đáng với tên Sila. Vì trước giờ trái tim anh nó không có cảm xúc như hòn đá vậy. Anh chưa từng có tình cảm với ai hết. Bởi vì anh biết rõ, một khi anh thực sự có tình cảm sâu đậm với người nào đó thì anh sẽ phải đau lòng như vậy. Trái tim của anh đó. Nó đã thuộc về em mất rồi. Chỉ của mình em thôi. Mà tình yêu của em có thể chữa lành vết thương của anh, thì số cuộc đời này em nguyện yêu anh. Em rất yêu anh, yêu anh suốt cuộc đời. Và nếu tình yêu của em đây khiến tất cả hận thù trong anh tan biến, em nguyện sẽ ở lại đây, ở lại để yêu anh đến cuối cuộc đời. Yêu em Min à. Em cũng rất yêu anh. Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV.
Ủa, người em nóng vậy? Thiệt, người em nóng thiệt. Thôi mà anh Tho. Sao em thấy đầu của mình hơi nhức nhức? Chắc là tối qua anh mạnh tay quá cho nên em mới nhức đó. Anh làm mạnh tới vậy hả? Ý em là chuyện anh xả nước vào người em đó. Em sao vậy? Ý anh nói chuyện đó mà. Không phải đâu. Nè, sao em biết là không phải? Không phải mà. Ủa, vậy em nghĩ anh nói chuyện gì? Thôi, đủ rồi đó. Anh đi lấy thuốc cho em đi. Lấy thuốc gì? Thì thuốc đau đầu, thuốc trị cảm chứ thuốc gì. Nhanh lên. Nè, nếu em thấy không khỏe á thì lau sơ người thôi. Mà nếu không làm được thì để anh lau cho em nha. Hả? Thôi đủ rồi. Anh nói nhảm quá à. Bỏ em ra đi. Đi. Thôi. Nhanh lên. Đủ rồi. Bỏ ra. Anh Tho, bỏ em ra đi. Ừ? Bỏ ra. Em không giỡn nữa. Chọc người ta hoài. Nè, anh Tho, bỏ em ra. Ui, đau đó. Bỏ ra. Ui, bỏ ra. Ui, mà nè, bỏ ra. Ui da, sao đánh anh đau quá vậy? Đánh đi, anh đánh lại á nha. Anh đang dỗi em đó hả? Dỗi vậy có yêu không? Anh nói gì vậy? Bỏ ra. Mau đi lấy thuốc cho em đi. Nhanh lên. Trả công rồi anh đi. Không trả. Trả mau lên. Không trả. Không trả anh lau người đó. Đi. Nè. Thôi mà, bỏ em ra đi. Vậy trả công cho anh mau. Anh đi lấy thuốc giùm em đi. Nè, lúc trước anh nói với em, miệng của em vô cùng nhạt nhẽo và không có chút ngọt ngào nào hết, là anh nói xạo đó. Đừng có tin nha. Bây giờ anh sẽ đi lấy thuốc cho em, vợ của anh.
Bác. Bác, cậu đâu rồi? Bác. Tôi đây cậu Si. Dạ cậu Si. Cậu đi đâu vậy? Dạ tôi đang rửa xe ở nhà sau ạ. Thuốc trị sốt đâu? Cậu Si bị bệnh gì vậy? Tôi không bị gì hết. Vợ tôi bị. Hả? Min á. Min thấy không khỏe nên tôi đi lấy thuốc. Thuốc đâu rồi? Dạ tụ thuốc ở phía sau nhà đó cậu Si. Vậy tránh ra đi. Dạ tránh ra đây. Vừa nãy cậu Si nói không phải gọi cô Min bằng tên mà là, không lẽ hai người họ đã... Chị Quan ơi, chị lái xe chậm thôi có được không chị? Chị chạy với tốc độ này sẽ nguy hiểm lắm đó. Mày im! Phim được dịch và lồng tiếng tại Phim TV. Chị Quan, ra ngoài. Chị Quan tính làm gì vậy? Chị Quan, ra ngoài đây. Ra đi. Chị Quan, chị định kéo em đi đâu vậy? Bỏ em ra. Chị Quan, chị kéo em đi đâu vậy? Bỏ ra. Lẹ lên. Chị Quan, nhanh lên, bỏ em ra. Chị Quan. Bỏ ra. Đau quá chị Quan. Bỏ em ra. Mau bước ra đây cho tao. Đi ra đây. Chị Quan, đau quá. Cô lì lợm đây. Bỏ em ra. Đi ra đây. Chị Quan. Đi chị đây. Quan. Ra đi. Sao hả? Biết sợ rồi hả? Hả? Bữa giờ mày giả bộ làm thiết kế, đừng tưởng tao không biết. Mày muốn giật trai của tao chứ gì? Mày đâu phải là dạng vừa. Hả? Em không có. Làm sao em biết? Anh ấy là chủ resort chứ. Lúc em phát hiện thì đã nghỉ việc liền rồi còn gì. Chị bỏ ra. Đừng có giả vờ đóng vai em gái ngoan hiền trước mặt của tao. Biết chưa? Tao biết rất rõ mày chưa từng coi tao là chị của mày. Mày lúc nào cũng muốn thắng tao hết. Mày tưởng tao không biết chuyện đó à? Hả? Em không có. Hay mày nghĩ là anh Sila sẽ cưới mày? Hả? Anh ấy đối xử tốt với mày tại vì mày là em gái của tao thôi. Nghe chưa? Đủ rồi đó. Chị điên rồi sao? Tao không cần mày gọi tao là chị, vì mày không phải là em của tao. Từ cái ngày đầu tiên tao nhìn thấy mày, tao đã muốn mày biến mất trên cõi đời này. Tao ghét mày. Tao ghét mày Miên. Ghét mày. Ghét mày. Đừng đánh mà. Ghét mày. Đừng đánh mà. Chị Quan. Min. Chị Quan. Min. Min. Có ai không? Cứu người với. Cứu người đi. Có người rơi xuống nước nè.
Min à. Min, Min, em tỉnh lại đi. Min, 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 anh xin lỗi. Min, anh là Tho đây. Anh Tho đang ở trước mặt em đây. Min, em có nghe anh nói không? Trả lời anh đi. Min. 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 Min à. Anh Tho đi Min. Em có nghe anh nói không? Anh Tho. Min. 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 Anh Sila. Min. Em gái của tôi sao rồi hả? Làm tới mức này rồi, cô còn dám kêu cô ấy là em gái hả? Tình hình cổ sao rồi? Tao là bác sĩ hay mày là bác sĩ đi? Mày làm gì mà hỏi kỹ quá vậy? Cô ấy chỉ mệt và hoảng sợ quá mức thôi. Chỉ cần nghỉ ngơi là sẽ khỏe lại. Nếu như không còn gì tao về trước đi. Cảm ơn mày nhiều nha. Không có gì. Về nhà cẩn thận đó. Bữa khác gặp. Được rồi, tạm biệt. Anh Sila, em gái tôi vẫn ổn chứ hả anh? Em gái cô không bị sao hết. Mời cô về giùm.
Anh Sila. Anh Sila. Xin lỗi nha cô anh. Hôm nay tôi hơi mệt, tôi muốn về phòng của mình nghỉ ngơi. Nếu như cô anh muốn về Bangkok, cứ việc, tôi sẽ chăm sóc cho em gái cô. Anh Sila. Anh Sila. Chỉ vì anh muốn trút giận cho em gái của tôi mà anh tính từ giờ không nhìn mặt tôi nữa hay sao hả? Thôi được, tôi thừa nhận chính tôi đã đẩy Minh xuống. Nhưng chẳng lẽ anh không muốn biết lý do là gì sao? Nói nghe thử xem. Bởi vì tôi cảm thấy rất giận. Tôi giận vì em gái tôi qua lại với anh, trong khi một người như tôi chưa từng phải giành đàn ông, chưa từng quan tâm một người đàn ông nào hết. Cả cuộc đời của tôi chỉ có đàn ông theo đuổi tôi mà thôi. Chỉ có tôi được lựa chọn bọn họ mà thôi. Tại phim TV. Nhưng mà hôm nay tôi lại phải đi tranh giành chỉ vì anh. Tôi sẵn sàng bỏ liêm sỉ đánh nhau với em gái của tôi chỉ vì anh. Là vì cái gì? Là bởi vì tôi không muốn mất anh. Tôi đã bỏ tự trọng để nói những lời này. Vậy mà anh vẫn chưa hiểu tình cảm của tôi dành cho anh thế nào sao? Vậy chứng minh cho tôi thấy đi. Cô có biết rõ là cô đang làm cái gì không vậy? Tôi biết. Cô chắc chưa? Tình cảm của cô là vậy hả? Tôi yêu anh. Như vậy đã đủ rõ ràng chưa? Cô yêu tôi, dù biết rõ là tôi không xứng với cô. Cô yêu tôi, cho dù tôi không giống như những gì cô nghĩ. Nếu như cô hiểu rõ tôi hơn một chút, có khi cô sẽ ghét tôi luôn đó. Tôi không quan tâm, bởi vì tôi yêu anh. Tôi chỉ biết mình anh thôi. Xin lỗi cô nha. Hôm nay cô cũng mệt rồi đó.
Tôi nghĩ cô nên nghỉ ngơi sớm để còn mau khỏe lại. Căn này là phòng tốt nhất của resort chúng tôi. Cứ coi như... Tôi nhường phòng này cho cô đi nha. Để tôi qua phòng khác nghỉ ngơi vậy. Chúc cô ngủ ngon. Anh Thọ, anh Thọ, anh Thọ, anh Thọ cứu em với. Không được, không được, em thấy sợ lắm. Min, Min. Anh Thọ, em sợ. Anh Thọ. Min, 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 có anh ở đây. Anh ở đây. Em không cần sợ. Anh nhất định sẽ bảo vệ em.
Là anh Tho đi Min. Min, em nghe anh nói không? Min, em nghe anh nói không vậy? Anh Tho. Anh chính là anh Tho đi Min. Anh Tho. Min, tỉnh rồi hả? Tha của anh. Sao? Cậu thấy như sao rồi? Tha của anh. Anh ấy đã thừa nhận anh ấy thực sự là anh Tho. Tha của anh. Anh ấy chính là anh Tho đó. Anh Tho vẫn chưa chết. Ai chưa chết chứ? Cậu đang nói ai vậy? À, nè. Khoan đã Min. Cậu tính đi đâu vậy? Mình phải đi tìm anh ấy. Mình phải hỏi mọi chuyện cho ra lẽ. Cậu bình tĩnh trước đi. Cậu muốn đi đâu cũng được hết. Cậu tính mặc đồn vậy đi luôn hả? Dạ. Cô cho tôi hỏi. Dạ, xin chào cô. Cô có thể cho tôi biết anh Sila đang ở phòng nào không? À, cô là khách của anh Sila đúng không? Đúng vậy. Tôi là kiến trúc sư được anh ấy thuê tới đây. Tôi đang có chuyện quan trọng cần phải bàn. À, dạ, anh Sila ở phòng 1403 thưa cô. 1403 đúng không? Dạ. Cảm ơn cô. Phim được dạ, và không có gì. Tại phim TV. Dạ, xin chào quý khách. Xin chào cô. Nè cậu, khách của anh Sila tới đây làm gì vậy? À, tới tìm anh Sila để bàn việc á. Cậu hỏi mình số phòng của anh Sila để tìm anh ấy. Mình đã cho cổ số phòng trước giờ mà anh Sila vẫn cái ở. Gì? Phòng anh Sila hay ở hả? Ờ, phải. Anh Sila đổi phòng từ hôm qua rồi, không còn ở phòng cũ nữa đâu. Chết rồi. Ờ, vậy. Một bốn không ba. Cuối cùng cũng nhận ra rồi sao? Anh không bỏ tôi được đâu. Chị Oanh, xin lỗi chị cho em tìm nhầm phòng. Nếu tới để tìm anh Sila thì mày không có nhầm phòng đâu. Vào trong đi. Lúc nãy anh Sila vừa tắm chung với tao xong, còn bây giờ thì anh ấy đã có chuyện cần phải ra ngoài. Có chuyện gì mà mày cần phải tìm anh Sila? Chị đừng nói với em là đêm qua hai người đã ngủ với nhau nha. Phải. Có cần tao kể chi tiết tụi tao đã làm gì vào tối hôm qua hay không? Chị Oanh à, tại sao mày phải tỏ ra ngạc nhiên hả Min? Mày thừa biết anh Sila đang theo đuổi tao mà. Anh ấy yêu tao. Hai người yêu nhau, ngủ với nhau. Thì sao hả? Tại sao phải là anh ấy? Nếu là anh ấy thì đã sao? Hả? Hay là mày nghĩ anh Sila không hề muốn tao, mà là muốn mày? Em không có ý nói như vậy mà. Mà ý của em muốn nói, chị Oanh có chắc chị hiểu hết về anh Sila chưa? Chị có biết hôm qua khi em rớt xuống nước, anh ấy đã nói gì với em không? Tao
tao không cần quan tâm anh ấy đã nói gì với mày. Nhưng mày cần phải nhớ điều này cho tao. Anh ấy ngủ với tao là người của tao. Nếu mày còn dám đụng vào người đàn ông của tao nữa thì đừng trách tao. Nếu vậy thì chị có nhìn thấy vết sẹo ở trên ngực trái của anh ấy không? Tao đã nói mày không được nhắc tới thằng Tho nữa mà. Lỡ là ảnh thì sao? Em tới tận đây để tìm Sila vì hôm qua chính anh ấy đã tự nhận mình là anh Tho đó. Mày nói dối. Đau quá, bỏ ra. Chị nói đi, chị có thấy vết sẹo đó không? Không có. Chị đang nói dối. Mày là ai mà có quyền không tin lời của tao? Mày nghĩ mày đã thấy hết thân thể của anh ấy như tao ngày hôm qua hả? Hả? Kể từ bây giờ, anh Sila không chỉ là người của tao mà còn là chồng sắp cưới của tao nữa. Nhớ chưa? Tao cảnh cáo mày, nếu mày còn định noi gương của mẹ mày cướp chồng của người khác, lần này tao sẽ không làm gì mày đâu. Nhưng tao sẽ đi nói với bà. Cứ chờ đi. Nếu như ba biết con gái cưng của ông ấy đi cướp chồng của chị, để con ấy sẽ như thế nào. Dạ chào buổi sáng anh Sila. Nhóm kiến trúc cho dự án lần này đã xuống ăn cơm chưa? Mới có ba người đàn ông xuống thôi à. Còn cô gái kia vẫn chưa thấy xuống đây thưa anh. Cảm ơn cô nha. Dạ. Cô Min, nãy giờ cô ở đâu? Đêm qua cô sốt cao đó. Thấy đỡ chút nào chưa? Alo, Thao Quan. Cảm ơn cậu đã nói chuyện với anh Thanh Chiết giúp mình. Cũng xin lỗi cậu nhiều vì đã làm phiền cậu rồi. Nhưng mình không thể làm việc ở đó được nữa. Chào quý khách.
Anh Sila đâu rồi? Dạ anh ấy về Bangkok rồi. Về từ hồi nào vậy? Anh ấy nói sẽ về cùng tôi mà. Vậy cô đưa địa chỉ của anh Sila ở Bangkok cho tôi có được không? Dạ. Dạ đây. Thank you.